cũng tin từ Hồng Kông. Kính thưa quý vị, người Hồng Kông làm việc trở lại. Hôm nay, người dân Hồng Kông đã bắt đầu làm việc trở lại sau trên một tuần lễ biểu tình làm tê liệt thành phố. Phong trào đòi dân chủ đang gặp thách thức khả năng chịu đựng sau nhiều vụ xô xát với cảnh sát và thành phần thân Bắc Kinh. Một số người biểu tình đã rời khu vực Mong Kok, rút lui khỏi những nơi đã trải qua xô xát với thành phần băng đảng và những người thân Bắc Kinh. Mong Kok là khu vực đông đúc nhất thế giới, là nơi hoạt động của các băng đảng Triads, chúng cai thầu quán rượu, hộp đêm, nơi đấm bóp trong khu vực. Ông Frankie Chan nói rằng đường xá bị phong tỏa không ảnh hưởng nhiều đối với ông ta. Không thể đi xe bus, ông ta dùng tàu điện ngầm và đã dùng tàu điện ngầm trong các ngày qua để đi làm. Một chủ nhân có sạp bên lề đường nói rằng cuộc biểu tình ảnh hưởng tốt đối với bà vì đã bán nhiều nước uống hơn. Người dẫn đầu ngành hành pháp Hồng Kông là ông Lương Trấn Anh đồng ý đàm phán với người biểu tình nhưng cương quyết không từ chức theo đòi hỏi của người biểu tình. Ông ta và chính phủ Trung Cộng tuyên bố rõ là sẽ không nhượng bộ và không để thành phố lâm vào tình trạng hỗn loạn. Tình hình ngày thứ hai sẽ quyết định người biểu tình có thể tiếp tục giữ khí thế trong lúc chính quyền quyết định thành phố phải quay trở lại làm việc hay không. Trong tuần qua, hàng chục ngàn người đã xuống đường đòi ông Lương Trấn Anh từ chức và đòi Bắc Kinh cho phép dân chúng được tự do lựa chọn người lãnh đạo thành phố trong cuộc bầu cử năm 2017.